Chào mọi người nha, hôm nay mình sẽ tiếp tục làm món xào nha. Hôm nay mình sẽ xào cà tím. Cho vào đây 2 lát hành củ. Củ này nó hơi héo. Cho chút xíu dầu. Đập lửa. Đây là cà tím rửa sạch này. 2 quả cà tím. Đợi xuống dầu nóng rồi nè. Thơm ngon bổ dưỡng. Đấy, thơm thơm hơn chỉ đổ nó. Cà tím có thể làm được 2 món. Món cà xào hoặc là món cà tím nướng hoặc là phi mỡ hành đổ lên. Bữa nay mình sẽ làm món đấy nha. Hôm nay mình sẽ làm món cà tím xào. Cái này có thể mọi người bỏ cà chua vào xào được nha. Nhưng món này mình ăn tiết kiệm chỉ xào thôi. Biết loại hoa làm cà này muối muối như muối cà pháo thế này, cũng chẳng biết nữa. Chưa ăn món đó bây giờ. Không thì ăn giòn nước. Nó màu chín, đỡ cốm da hơn. Rất là ngon. Lúc này người ta hay gọi cái giấy dê như thế nào. Mình gọi cà tím. Cái nữa là nó quẹo ạ. Đó là tầm hơn 3 phút rồi. Mình cho một khoảng một thìa nhỏ nó mắm rồi nha. Tiếp tục nửa thìa bột ngọt nhé. Đó, thôi. Không cần có muối nữa. Đó, mình sẽ cắt vô một chút xíu hành lá nữa. Thế là sao? Một cây hành lá, một cây ngò mà được. Cái này có thêm tóp mỡ ấy. Hay thịt mỡ bỏ vào nữa là ăn đúng ngon luôn. Rất là thơm này. Nếu nào ra mình đấy không bị nhão quá nha. Còn ai thích ăn nhão thì có thể sợ nhão. Đấy, mình vừa chia sẻ cho mọi người cách làm cà tím xào nha. Đậm vị rất ngon. Mùa dịch mọi người ăn tiết kiệm, ăn những cái này loại này rất rẻ. Mua về để được lâu nha. Chúc mọi người có một sức khỏe tràn trề và mau hết cơn dịch bệnh để mọi người trở về công việc bình thường nha. Mọi người nhớ like và đăng ký kênh cho mình để mình có thể động lực làm thêm video mới nha. Xin chào tất cả mọi người.